Bình, đại hội khóa thủ lần thứ nhất quy tụ những thợ khóa đỉnh nhất Việt Nam. Thật tiếc vì năm nay lỡ hẹn với Thái Bình. Cuối năm 2020 tôi cũng may mắn có mặt tại Tiền Hải, Thái Bình ngày giáp Tết để giúp đỡ một anh trai mở đến 300 cái khóa. Cũng từ đó tôi được mọi người ưu ái và quan tâm nhiều hơn. Tôi vẫn luôn cố gắng trau dồi và học hỏi hàng ngày. Trên tôi thì còn rất nhiều những người thợ lão làng và giàu kinh nghiệm. Lúc mới vào nghề tôi vẫn luôn mong muốn được gặp gỡ và tìm được một người thầy tận tâm chỉ bảo. Nhưng thật tiếc chưa có cơ duyên đó nên tôi tự mày mò, tự bỏ tiền túi ra để mua khóa về tự phá. Và tôi cũng tự trêu bản thân mình là vừa bán vừa phá là như vậy. Và tham khảo nhiều những cái nguồn video từ nước ngoài. Sau thời gian thất bại nhiều lần, liên tục tốn cũng rất là nhiều những cái tiền vô bổ để mua ổ khóa và mua đồ nghề về làm. Dần dần tôi cũng tự đúc rút được kinh nghiệm và rút ngắn được thời gian. Trước khi làm khóa tôi cũng trải qua rất là nhiều những công việc đi phụ sơn hay là dọn rác 3-4 tháng mới gom góp tiền mua được một cái máy cắt chìa khóa loại rẻ tiền và một vài những cái đồ nghề cơ bản. Không thầy, không ai định hướng nên tôi bỏ tiền ra để mua rất là nhiều những cái đồ mà đến bây giờ mình còn không dùng đến. Và cũng có đôi khi mình làm cho những người thợ khác họ có những cái suy nghĩ chưa thể hiểu mình nên là cũng có những cái rào cản trong công việc. Có một hôm mình cũng đăng một cái video vui lên TikTok thì không ngờ nó lên xu hướng. Và sau đó tôi cũng tập trung và suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề nội dung và trau chuốt nhiều hơn. Và tôi vẫn luôn cố gắng giúp đỡ bà con khắp cả nước và tất cả những bác thợ mới làm. Và có nhiều bác thợ cũng hỏi mình về những cái kinh nghiệm, mình vẫn luôn cố gắng để giúp đỡ và chia sẻ, cũng không có gì giấu giếm. Nhưng cũng vì một vài những video mình đăng vui vẻ hay là chia sẻ có thể là làm mọi người một phần suy nghĩ nên mọi người có thể hiểu nhầm mình. Tôi cũng chỉ mong muốn giúp đỡ bà con và giúp đỡ tất cả những người thợ ở cái khu vực đấy mình làm và giới thiệu cho những người thợ để người thợ có công ăn việc làm và giúp đỡ cho bà con trong cái lúc khó khăn như vậy. Tôi cũng chỉ mong muốn làm những cái video hài hước chia sẻ về nghề khóa. Cũng chỉ mong muốn là sau cái video này những người thợ khóa, công việc của tôi và tất cả mọi thứ chúng ta có thể thông cảm, thấu hiểu và vui vẻ với nhau. Hiện tại thì tôi cũng làm rất là nhiều công việc, không chỉ làm khóa. Sau hơn 2 năm chia sẻ với các làng nghề, đặc biệt là làng nghề rèn và những sản phẩm nón lá mà tôi đang hỗ trợ bà con trong làng nghề, mong muốn tất cả mọi người đều có công ăn việc làm và lo lắng được cho gia đình của mình. Đơn giản chỉ như vậy thôi. Đôi khi tôi loanh quanh trong rừng núi cả ngày, cả tuần, quên mất mình là một người thợ khóa. Đến cái hôm mà ngày 15 anh em đi tham gia giao lưu ở dưới Thái Bình thì cũng rất là nhiều khách hàng ở khắp cả nước gọi cho mình. Thì hôm đấy là thợ đi vắng nên là anh em có khó khăn, anh em không gọi được cho ai. Thế là mình lại phải cố gắng để giúp đỡ cho anh em. Hôm đấy thì cũng kiếm hơn một chút. Đâu các bạn.